chiều mưa giông cha biến thành cánh bướm bay đi, cha bay lên tìm về bên Chúa, cha bỏ đàn con mồ côi, tim con đau thắt nỗi nghẹn ngào, rưng rưng mi ướt hoen lệ trào, chết lặng nhìn cha bước theo tiếng Chúa gọi từ trời cao. Con nài xin Thiên Chúa thương đưa tay đón cha của con, cho hưởng phúc vinh được thiên đàng dù phận hèn cha con nào đang. Tuy cha con đứng móng tay mòn, nhưng con tin với lưỡng hai hà, Chúa từ nhân sẽ thương cho hưởng phúc. Con không níu lại được bước chân cha, đôi tay con hụt hẫng chơi vơi khi bóng hồn cha dần xa. Cha mang theo tất cả bầu trời với trong con ý nghĩa cuộc đời. Con nguyện xin Chúa thứ tha bao trọn phạm của đời cha. Con nài xin Thiên Chúa thương đưa tay đón cha của con, cho hưởng phúc vinh được thiên đàng dù phận hèn cha con nào đang. Tuy cha con đứng móng tay mòn, nhưng con tin với lưỡng hai hà, Chúa từ nhân sẽ thương cho hưởng phúc. Thiên đàng
dù phần hèn cha con nào đáng. Tuy cha con đứng mộng tai mòn, nhưng con tin với lương hai hà, Chúa từ nhân sẽ thương cho hưởng phúc. Giờ đây, các vị đại biểu đại diện cho cả chính quyền địa phương, cán bộ thôn, thức hóa đã có mặt tại phòng tang. Thay mặt ban tổ chức tang lễ, tôi xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Nguyễn, cán bộ công chức thông tin văn hóa xã, trưởng ban tang lễ, nên chủ trì nghi thức. Xin trân trọng, kính mời bà. Kính thưa linh hồn ông Đinh Văn Tuấn, kính thưa các vị đại diện cho Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể cùng toàn thể nhân dân có mặt tại gia tang, thưa gia đình tăng quyến và họ hiếu, giữa lúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang vui tươi phấn khởi thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đang tích cực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2024 đã đề ra, phấn đấu xây dựng xã Do Thịnh ngày càng giàu đẹp văn minh. Trong không khí thi đua phấn khởi ấy, thì Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong xã, Ban Quản lý Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Thịnh Thắng, cán bộ và nhân dân thôn Thức Hóa, Ban Hành giáo Giáo xứ Đền Thánh Thức Hóa, nhận được tin báo buồn của gia đình báo tin, ông Đinh Văn Tuấn, sinh năm 1978, là công dân xã Giao Thịnh, là thành viên xóm Thức Hóa Đông, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Do bị tai nạn rủi ro, mặc dù đã gặp các thầy thuốc và gia đình hết lòng cứu chữa và chăm sóc, song không qua khỏi, ông đã từ trần hồi 1 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7 năm 2024, tức ngày 25 tháng 6 năm Giáp Thìn, ông hưởng 46 tuổi, nhận được tin báo buồn của gia đình tăng quyến, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong xã, Ban Quản lý Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Thịnh Thắng, cán bộ và nhân dân thôn Thức Hóa, cùng 3 cơ sở xóm Thức Hóa Tây, Thức Hóa Nam, Thức Hóa Đông, Ban Hành giáo Giáo xứ Đền Thánh Thức Hóa, lời đầu tiên xin được gửi tới gia đình tăng quyến và họ hiếu, lời thăm hỏi, lời chia buồn ân cần sâu sắc nhất. Để tổ chức long trọng lễ tang, lễ tế viếng và lễ tiễn biệt ông Đinh Văn Tuấn, sau đây tôi xin công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân xã Giao Thịnh về việc thành lập ban tổ chức lễ tang ông Đinh Văn Tuấn như sau. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân xã Giao Thịnh số 38 QĐUBND Giao Thịnh ngày 31 tháng 7 năm 2024, quyết định về việc thành lập ban tang lễ ông Đinh Văn Tuấn, xóm Thức Hóa Đông, xã Giao Thịnh, Ủy ban Nhân dân xã Giao Thịnh, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, căn cứ hướng dẫn số 250/HĐUBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân huyện Giao Thủy về việc tang trên địa bàn huyện Giao Thủy, thực hiện quy ước, hương ước nếp sống văn hóa trong việc tang trên địa bàn xã Giao Thịnh, xét đề nghị của cán bộ văn hóa thông tin thể thao xã, quyết định điều 1 thành lập ban tang lễ ông Đinh Văn Tuấn, sinh năm 1978, trú quán tại xóm Thức Hóa Đông, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, gồm các ông bà có tên và giữ chức vụ sau. 1. Bà Nguyễn Thị Nguyễn, công chức văn hóa thông tin xã, làm trưởng ban. 2. Ông Đinh Văn Hảo, trưởng xóm Thức Hóa Đông, làm phó ban. 3. Ông Đinh Văn Điển, trưởng xóm Thức Hóa Tây, làm ủy viên. 4. Ông Đinh Quốc Phòng, trưởng xóm Thức Hóa Nam, làm ủy viên. 5. Ông Đinh Xuân Hòa, bí thư chi bộ Thức Hóa Đông, làm ủy viên. 6. Ông Đinh Văn Thọ, bí thư chi bộ Thức Hóa Tây, làm ủy viên. 7. Ông Đinh Văn Triều, bí thư chi bộ Thức Hóa Nam, làm ủy viên. 8. Ông Đinh Văn Đương, đại diện Ban Hành giáo Đền Thánh Thức Hóa, làm ủy viên. 9. Ông Đinh Công Văn, đại diện thân nhân gia đình, làm ủy viên. Điều 2. Ban tổ chức tang lễ có nhiệm vụ tổ chức và điều hành việc tang ông Đinh Văn Tuấn theo hương ước đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Giao Thủy
và quyết định công nhận số 2995 ngày 29 tháng 5 năm 2023 và hướng dẫn số 01 HDUBND ngày 19 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân xã Giao Thịnh về việc thực hiện quy ước nếp sống văn hóa trong việc tang. Điều 3, quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Văn phòng Ủy ban Nhân dân xã, các ông bà có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Thay mặt Ủy ban Nhân dân xã, Phó Chủ tịch Lê Xuân Khu đã ký. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân có mặt tại gia tang, thay mặt ban tổ chức tang lễ, tôi xin thông báo thời gian chương trình tổ chức tang lễ ông Đinh Văn Tuấn cụ thể như sau. Ngày 31 tháng 7 năm 2024, 14 giờ ban tổ chức tang lễ tuyên tang, 14 giờ 30 nội tộc phát tang và cầu nguyện, 15 giờ ngoại tộc cầu nguyện, 15 giờ 15 họ ngoại, 15 giờ 30 huynh đoàn giáo xứ đền thánh, 15 giờ 45 hội phạt tạ giáo xứ, 16 giờ các đoàn có nhu cầu phúng viếng đăng ký với ban tổ chức tang lễ, 18 giờ 30 giáo xứ đền thánh thức hóa và giới trẻ, 19 giờ giáo lý viên đền thánh, 19 giờ 15 hội con Đức Mẹ đền thánh thức hóa, 19 giờ 30 hội hiền mẫu đền thánh, 19 giờ 45 giáo xóm Tây Nạc, 20 giờ giáo xóm Nam Hòa, 20 giờ 15 giáo xóm Phụ Phượng, 20 giờ 30 hội thanh niên gia trưởng giáo xứ đền thánh cầu nguyện, 20 giờ 45 giáo xóm Trung Tín, 21 giờ giáo xóm Trung Nghĩa, 21 giờ 15 giáo xóm Phan Long, 21 giờ 30 giáo xóm Nhân Nhượng, 21 giờ 45 giáo xóm Nội hội thanh niên gia trưởng giáo xóm Nội. Ngày 1 tháng 8 năm 2024, đúng 6 giờ 30, đoàn đại biểu thay mặt Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của xã, giáo hội, hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thịnh Thắng, cán bộ và nhân dân thôn Thức Hóa tổ chức lễ phúng viếng và tiễn biệt ông về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân thôn Thức Hóa. Kính thưa các vị đại biểu, thưa gia đình tăng quyến và họ hiếu, việc tang lễ là việc mất mát đau buồn của gia đình tăng quyến, vì vậy đám tang phải tổ chức thực sự trang nghiêm và trọng thể, thời gian không được kéo dài và bỏ qua những hủ tục lạc hậu nhưng vẫn đảm bảo giữ gìn được những phong tục tập quán của địa phương phù hợp với nếp sống văn hóa mới, thực hiện tốt những quy ước của địa phương đã đề ra. Các tổ chức, cá nhân đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình tăng quyến trên cơ sở tình làng, nghĩa xóm, bạn hữu gần xa, tùy khả năng của mình mà có những hình thức giúp đỡ thăm hỏi gia đình tăng quyến để góp phần làm giảm bớt những khó khăn, mất mát, đau buồn, thể hiện tình cảm trung thực nhất. Trên tinh thần đó, thay mặt ban tổ chức tang lễ, tôi xin tuyên bố lễ tang ông Đinh Văn Tuấn bắt đầu. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho cơ sở xóm nên động trống tuyên tang. Xin trọng kính mời. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trùm Đinh Văn Đương lên dâng hương trầm kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Chương trình lễ động trống tuyên tang cho ông Đinh Văn Tuấn đến đây kết thúc. Và để tiếp tục chương trình phúng viếng chiều nay, xin kính mời nội tộc về phòng tang làm nghi thức phát tang và cầu nguyện cho ông. Xin trân trọng kính mời. Bây giờ đã đến giờ, xin kính mời tất cả các vị có mặt tại gia tang hợp ý cục tộc nội chúng tôi để làm nghi thức tang phục cho ông. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần.
Người thường thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đã ngồi thanh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đói nghe lời con thiết tha, tình thương bên ấp u con ngày đêm, nhuộn thân xác hồn tràn ngàn ơn thiêng. Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con muôn nầy Chúa, xin mau phù trợ. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, từ muôn đời và trinh hiện nay cho đến thiên thu vạn đại. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô tôi thật vinh. Dân si on qua khỏi kiếp lưu đày, tôi vẫn cứ như còn sống hoài giấc mơ triền miên. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi lúc vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô tôi thật vinh phúc. Hôm nay chư dân loan truyền với nhau rằng Thiên Chúa rất nhân từ, để làm biết bao kỳ công. Gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi lúc vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô tôi thật vinh phúc. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah: Ngày ấy trên núi này Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc. Trên núi này Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người và trên toàn cõi đất. Người sẽ xóa sạch nỗi u nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy, người ta sẽ nói: Đây là Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta từng trông đợi Người và đã được Người thương cứu độ. Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm: Chiếc khăn tang là tượng trưng của mỗi nỗi buồn mất mát một người thân, nhưng đối với người tín hữu của Chúa Kitô,
người tin nơi Thiên Chúa thì mầu tang còn biểu lộ niềm hy vọng, vì Chúa đã hứa ngày cách chung người sẽ cất chiếc khăn tang của buồn đau và chết chóc. Tuy nhiên, trong thân phận con người, trong tình niên đới ruột thịt, ta có mang tang là để chia sẻ nỗi niềm trong cuộc chia ly. Nhất là nhớ đến tình thương của người quá cố, để báo hiếu, để nhắc nhở ta một ngày kia sẽ đến phiên ta cũng phải nhắm mắt lìa đời, cũng phải vùi dưới nước vải niệm, chết đi cho thói ích kỷ và những sự đam mê xác thịt, để được sống lại vinh hiển với Chúa, phục sinh muôn đời. Màu trắng khăn tang cũng còn nhắc nhở chúng ta nhớ đến chiếc áo trắng tinh truyền mà ta chịu phép rửa tội, và ta có bổn phận phải giữ màu trắng ấy cho đến ngày ra chịu trình diện trước Chúa Kitô cứu thế. Chúa Kitô đã phán, đã phải chết và người đã được phủ một lớp khăn niệm trên mình. Nhưng người có chết là chết vì yêu thương, và trong tình yêu ấy người cứu độ mọi người. Người thân của chúng ta đang nằm bất động nơi đây, một đời đã sống trong sự hy sinh, từ bỏ và đã chết cho thế gian, chết cho cái tôi ích kỷ, thì đã nên giống Đức Kitô. Như vậy sẽ được hưởng niềm vui được giải thoát khỏi sự trầm luân và sự chết muôn đời. Trong tâm tình ấy, chúng ta xin Chúa làm phép cho tang phục cho chúng ta. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha là Đấng tạo hóa, Cha đã tạo dựng muôn vật tốt lành và đã thánh hóa chúng. Xin Chúa ban phúc lành cho những tang phục này, để những người thân trong tang quyến khi mặc vào thì được an ủi, được sự bình an của Chúa trong tâm hồn, biết biến đau thương quạnh quất thành lời kinh nguyện chân thành, tha thiết dâng lên trước tôn nhan uy linh của Cha, để Cha thương xót tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho tang quyến chúng con. Xin cho những người thân trong quyến thuộc mặc tang phục này biết hiệp thông với người quá cố để đền ơn đáp nghĩa họ, để những ơn lành họ làm cho mỗi người, để yêu thương gắn bó, đùm bọc, để tha thứ cho nhau giữa những người còn sống, như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Lạy Cha, tang phục màu trắng này đối với truyền thống dân tộc Việt Nam chúng con còn là màu tang chế, đau thương, ni biệt, nói nên sự đau đớn tột cùng của kẻ ở người đi, như đối với người tín hữu vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, thì màu trắng cũng là màu tinh tuyền, trong trắng, thanh sạch, vĩnh cửu, gợi nhớ cho chúng con chiếc áo mới mà chúng con đang lãnh nhận trong ngày chịu phép rửa tội, để trở thành con người mới, trở thành chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô, luôn tin cậy Cha và phó thác cuộc đời chúng con cho Cha. Xin cho tang quyến khi mặc màu tang phục trắng này luôn biết quy hướng về Cha, biết nhận biết Cha là lẽ sống, là gia nghiệp, biết sống trong sạch tinh tuyền và luôn sẵn sàng canh thức giờ Chúa đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
lạy Chúa, xin sống thương người sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con. Nay người nằm xuống vành khăn tang con mang trong tim, vành khăn tang như ghi sâu bao kỷ niệm thơ ấu. Con biết nói gì trong phút giây ta từ xót thương người, xin xót thương con. Xót thương người lạy Chúa, xin xót thương người. Lạy Chúa, xin xót thương người sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con. Thân phận hồi đất cho bao xuân trên dương gian, rồi hôm nay đơn côi ra đi trở về bụi đất. Như ánh dương nồng mặt ngũ trong đêm trường, nhận cho người kiếp sống mong. Kính thưa gia đình Tăng Quyến, thưa hội hữu, kính thưa tất cả các vị có mặt hiện diện tại gia tang. Nhận được tin báo buồn của gia đình, ông Giuse Chúa đã gọi về. Đứng trước bàn thờ Thiên Chúa và vong linh của ông là đoàn đại biểu nội tộc chúng tôi về đây. Trước hết cho tôi xin được đại diện cho nội tộc, xin gửi tới bà quả phụ cùng các con lời thăm hỏi, lời chia buồn sâu đậm nhất. Lợi tộc chúng tôi về đây cũng xin được dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse. Trước hết, tôi xin trân trọng giới thiệu một vị nên đặt lễ viếng. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị làm chủ hương và hai vị dâng hương lên trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cứu của ông. Xin trân trọng giới thiệu. Xin tất cả mọi người hiện diện tại gia tang hợp ý cùng nội tộc chúng tôi dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha nhất. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng
đêm phục sinh, hội thánh hát. Ôi đêm diễm phúc, đêm duy nhất biết được thời gian Chúa Kitô đã chết và sống lại. Chúng ta cùng xin Chúa cho người gặp Đức Kitô để tuyên qua bóng đêm sự chết, để nhận ra thời gian vĩnh cứu của Thiên Chúa. Xin Chúa nhắn lời chúng con. Kết hợp với lời cầu nguyện thẩm sâu và tha thứ, Chúa Kitô, lạy Cha, con phó linh hồn trong tay Cha. Chúng ta cùng xin Chúa cho đón nhận linh hồn du xe của chúng ta trong vương quốc tình yêu của Người. Xin Chúa nhắn lời chúng con. Lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Chúng ta cùng xin Chúa cho thêm đức tin ơn an ủi cho người thân đang đau than khóc sự ra đi của linh hồn Giuse, để họ được lòng tin vào tình yêu bao la của Chúa. Xin Chúa nhắn lời chúng con. Đời ơn Đức Chúa Giêsu do bơi trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương gó cho các linh hồn tiên đã được rồi, thì đời chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha phần bật cho linh hồn Giuse chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi nơi luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem nên chốn hưởng mọi sự vui thật là nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen. Lạy Chúa, con đã dưới bờ sao kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhân lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rối được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì nơi Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân đỡ Chúa trời, đêm ngày hay trông cậy người cho liên. Vì Người rất nhân lành, hãy thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân Người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn dù sẽ được nghỉ ngơi đời đời, mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn dù sẽ cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen. Chúng con trông cầu ra Thánh Nước Mẹ Chúa Trời, xin cho chế bỏ lời chúng con nguyện trong cơ gian nan thiếu tôn Đức Nữ Đồng Tri Hiền Vinh Sáng Lang. Hàng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lời ra Thánh Trai tìm Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con. Lời Trai tìm cờ Thánh cờ tinh đã Thánh Đức Bà Maria cầu cho chúng con. Lời ông Thánh Giuse là bạn Thánh Sạch Đức Bà Maria Maria cho đời đông chính cầu cho chúng con. Này đây con dâng Chúa những lời kinh, và này đây chốn ngục hình dần đưa về thần cõi thiên linh. Xin Chúa thương linh hồn Giuse, xin Chúa thương linh hồn Giuse, và tha thứ ngàn muôn tội đời. Xin Chúa thương linh hồn Giuse, xin Chúa thương linh hồn Giuse, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Và giờ đây ngoại tộc cùng hai cha thuộc giáo xứ Khoái Đồng đã có mặt tại phòng tang để làm nghi thức phúng viếng.
Trước hết cho phép tôi thay lời cho đoàn xin gửi tới gia đình tang quyến nói chung, bà quả phụ cùng các con nói riêng lời cảm thông, cùng sẻ chia nỗi buồn sâu nặng nhất trước sự mất mát đau thương lớn lao này. Và sau đây là chương trình viếng của ngoại tộc. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho ngoại tộc nên dâng tấm lễ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Để tiếp tục chương trình phúng viếng, xin trân trọng giới thiệu và kính mời hai cha thuộc giáo xứ Khoái Đồng lên thắp trầm trước thi hài của ông Giuse. Xin trân trọng kính mời. Để tiếp tục chương trình phúng viếng, xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho ngoại tộc nên thắp trần trước bàn thờ Thiên Chúa và Linh Cữu Ông. Xin trân trọng kính mời. Và giờ đây là chương trình cầu nguyện của ngoại tộc chúng tôi. Xin các quý vị có mặt tại phòng tang xin hợp ý cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho ông Giuse mau chóng được về hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa tha người thương thâm biếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay nương thờ hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Chúng con trong cải ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa chê bọn lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ độc trinh hiển binh sáng lang hàng trưởng con ra khỏi mọi sự dữ. Amen. Này ra Thánh Trai tìm Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con. Này Trai tìm cầu Thánh cầu trinh ra Thánh Đức Bà Maria cầu cho chúng con. Này Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu cho chúng con. Vì danh Chúa nhân từ chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn dù sẽ được lên chốn nghỉ ngơi.
Giáng sinh trên đời, trong mang nửa đêm sâu ra băng. Xin cho linh hồn du xe được lên chốn nghỉ ngơi. Vì Chúa đã mũ gai trên đầu, chịu đánh đòn tàn lan tấm thân. Xin cho linh hồn du xe được lên chốn nghỉ ngơi. Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cây vì danh Chúa nhân từ. Xin cho linh hồn du xe được lên chốn nghỉ ngơi. Kính thưa gia đình và tăng quyến, anh em chúng tôi thuộc về giáo xứ Khoái Đồng, thật là bàng hoàng và ngỡ ngàng khi mà được tin ông Giuse được Chúa gọi về một cách đột ngột. Chúng tôi trong liên hệ với anh Hải cũng như là một số anh chị em ở Thức Hóa đang sinh sống và làm việc tại chỗ khu vực giáo xứ Khoái Đồng. Chúng tôi đến để cùng với gia đình và tăng quyến dâng lời cầu nguyện cho anh và đặc biệt chia sẻ sự đau thương mất mát một cách đột ngột đối với bà quả phụ và các con cũng như là gia đình và tang quyến. Xin Chúa qua lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria và lời cầu nguyện của tất cả chúng ta đón nhận linh hồn Giuse vào trong nước của Ngài. Sáng nay chúng tôi được tin cũng anh em cũng đã hiệp ý dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse trong bữa sáng nay. Và sáng mai thì chúng tôi không thể xuống tham thử thánh lễ được để xin được chia sẻ niềm đau thương mất mát cùng với gia đình. Xin Chúa đón nhận linh hồn Giuse và an ủi gia đình cũng như là tang quyến. Kính thưa gia đình tang quyến cùng họ hiếu, kính thưa các vị quý khách gần xa có mặt tại gia tang, thật là bùi ngùi xúc động đối với huynh đoàn giáo xứ đền Thánh Hóa vô cùng thương tiếc nhận được tin báo buồn. Ông Giuse giờ đây đã vâng ý Chúa gọi. Ông đã từ giã họ hàng cùng người thân ra đi không ngày trở lại. Giờ đây, huynh đoàn giáo xứ đền Thánh Hóa đã có mặt tại phòng tang để làm nghi thức phúng viếng cùng dâng lời cầu nguyện cho ông Giuse. Trước hết cho phép tôi thay lời cho huynh đoàn xin gửi tới gia đình tang quyến nói chung, bà quả phụ cùng các con nói riêng lời cảm thông cùng sẻ chia nỗi buồn sâu nặng nhất trước sự mất mát đau thương lớn lao không gì bù đắp được. Và sau đây là chương trình viếng của đoàn. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho hội nên thắp trầm trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cữu ông, xin trân trọng kính mời. Và để tiếp tục chương trình phúng viếng, xin trân trọng giới thiệu và kính mời hai vị, một vị đại diện cho hội dâng di ảnh quan thầy và một vị dâng cờ tang kính viếng, xin trân trọng kính mời.
Và giờ đây là chương trình cầu nguyện của hội chúng tôi. Xin tất cả các quý vị có mặt tại phòng tang xin hợp ý cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho ông Giuse mau chóng được về hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trên trời chúng con nguyện danh Cha cả xa nữa Cha chỉ đến đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng ta kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con ra chưa cam dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ ám. Lạy Chúa, Chúa đã nơi chinh thịt và máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn Giuse. Xin Chúa cho linh hồn Giuse được giải thoát khỏi vòng nô lệ của tội lỗi và sự chết, được ơn phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thánh trên trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã nói: ai cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của chúng ta đây, dù chỉ một chén nước ná, là cũng cho chính Thầy. Xin Chúa trả công bồi hậu cho những vị ân nhân, cách riêng cho linh hồn Giuse mà chúng con đang thương nhớ cầu nguyện. Vì danh Chúa đã giúp đỡ chúng con, xin cho những việc lành phúc đức mà linh hồn Giuse đã làm khi ở đời này được Chúa thanh tẩy và trở nên lời ca ngợi vinh quang Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Từ mẹ quý sao được hôm xưa nơi mẹ hoa khi ở trên núi kia nông mà Chúa sinh thì mẹ đứng âu sầu nặng yên là mẹ chúng con khấn xin linh quyền. Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin tha nhớ lỗi u buồn vì đời con
tưởng nhớ đến ông Giuse, đề nghị trong đoàn một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Thay mặt ban tổ chức tang lễ cùng gia đình tang quyến, xin hết lòng cảm ơn huynh đoàn giáo xứ Đền Thánh Hóa đã dành tình cảm yêu ái về gia đình tang gia để tổ chức viếng cùng dâng lời cầu nguyện cho ông Giuse. Kính thưa gia đình tang quyến, thật là bùi ngùi xúc động đối với dòng họ ngoại chúng tôi, vô cùng thương tiếc nhận được tin báo buồn. Ông Giuse giờ đây đã mãi mãi ra đi không ngày trở lại. Sự đau buồn của gia đình tang quyến cũng như đối với họ ngoại chúng tôi. Và trước hết cho phép tôi được thay lời cho đoàn xin gửi tới gia đình tang quyến nói chung, bà quả phụ cùng các con nói riêng lời cảm thông cùng sẻ chia nỗi buồn sâu nặng nhất trước sự mất mát đau thương lớn lao không gì bù đắp được. Và sau đây là chương trình viếng của đoàn. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho đoàn nên dâng tấm lễ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Để tiếp tục chương trình phúng viếng, xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho đoàn nên thắp trần trước thi hài của ông. Xin trân trọng kính mời. Vậy là kể từ đây, dòng họ chúng ta mãi mãi không bao giờ còn gặp lại được người con, người cháu, người anh em trong dòng họ của chúng ta nữa. Vậy xin kính mời đoàn dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, chương trình viếng của đoàn chúng tôi đến đây kết thúc. Thay mặt ban tổ chức tang lễ cùng gia đình tang quyến, xin hết lòng cảm ơn anh em trong dòng tộc ngoại đã dành tình cảm yêu ái về gia đình tang gia để tổ chức viếng cùng sẻ chia nỗi buồn với gia hiếu chúng tôi. Vậy xin kính mời đoàn sang phòng bên để gia đình được đón tiếp. Kính thưa gia đình tang quyến cùng họ hiếu, kính thưa linh hồn ông Giuse Đinh Văn Tuấn, thật là bùi ngùi xúc động đối với hội Phật tạ giáo xứ Đền Thánh Hóa chúng tôi vô cùng thiêng tiếc nhận được tin báo buồn. Ông Giuse giờ đây đã vâng ý Chúa gọi. Ông đã từ giã họ hàng cùng người thân ra đi không ngày trở lại. Giờ đây hội Phật tạ chúng tôi đã có mặt tại phòng tang để làm nghi thức phúng viếng cùng dâng lời cầu nguyện cho ông Giuse. Trước hết cho phép tôi thay lời cho đoàn xin gửi tới gia đình tang quyến nói chung, bà quả phụ cùng các con nói riêng lời cảm thông cùng sẻ chia nỗi buồn sâu nặng nhất trước sự mất mát đau thương lớn lao này. Và sau đây là chương trình viếng của đoàn. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho hội làm chủ hương, hai vị dâng hương lên trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cữu của ông. Xin trân trọng kính mời.
để tiếp tục chương trình phúng viếng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời hai vị đại biểu, một là Dương Duy Ảnh, hai là Cờ Tăng kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Và giờ đây là chương trình cầu nguyện của hội chúng tôi. Xin các quý vị có mặt tại phòng tang xin hợp ý cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho ông Giuse mau chóng được về hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thay mặt ban tổ chức tang lễ cùng gia đình tang quyến, xin hết lòng cảm ơn Hội Phật Tạ Giáo xứ Đền Thánh Hóa đã dành tình cảm yêu ái về gia đình tang gia để tổ chức viếng cùng dâng lời cầu nguyện cho ông Giuse. Vậy xin kính mời đoàn sang phòng bên để gia đình được đón tiếp. Kính thưa gia đình tang quyến cùng họ hiếu,
Kính thưa các vị quý khách gần xa có mặt tại gia tang, thật là bùi ngùi xúc động đối với lớp học tập thể lớp 12A5 chúng tôi, cũng như hội phụ huynh học sinh cùng giáo viên của ni lớp nhận được tin báo buồn. Ông Giuse là người cha thân sinh ra học sinh giờ đây đã không còn nữa. Và giờ đây chúng tôi trước hết xin được gửi lời chia buồn tới gia đình tang quyến cũng như học sinh trong lớp, cùng sẻ chia nỗi buồn sâu nặng nhất trước sự đau thương mất mát này. Và sau đây chúng tôi xin được phúng viếng. Trước hết xin kính mời một bạn lên dâng tấm lễ kính viếng, xin trân trọng kính mời. Và một bạn lên phát trầm trước khi hài ông. Vậy là kể từ đây, chúng ta mãi mãi không bao giờ còn gặp lại được người cha thân sinh ra bạn bè đồng lớp của chúng ta nữa. Vậy xin kính mời đoàn dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, chương trình viếng của đoàn chúng tôi đến đây kết thúc. Thay mặt ban tổ chức tang lễ cũng như gia đình tang quyến xin hết lòng cảm ơn. Kính thưa gia đình tang quyến cùng họ Hiếu, kính thưa linh hồn ông Giuse, kính thưa các vị quý khách gần xa có mặt tại gia tang, thật là bùi ngùi xúc động đối với gia đình anh em kết nghĩa chúng tôi, vô cùng thương tiếc đau thương nhận được tin báo buồn anh Giuse không may gặp nạn. Giờ đây anh mãi mãi ra đi với gia đình chúng tôi là một nỗi đau thương vô hạn. Và chúng tôi xin được chia sẻ với gia đình tang quyến cùng họ Hiếu lời sẻ chia nỗi buồn sâu nặng nhất trước sự ra đi mãi mãi của anh Giuse. Và sau đây chúng tôi xin được chương trình phúng viếng. Tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu, một thắp trầm, hai dâng lễ nên kính viếng anh. Xin trân trọng kính mời. Và kể từ đây, chúng ta mãi mãi không bao giờ còn gặp lại được ông Giuse. Vậy xin kính mời đoàn dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, chương trình viếng của đoàn chúng tôi đến đây kết thúc. Thay mặt ban tổ chức tang lễ cùng gia đình tang quyến xin hết lòng cảm ơn đoàn. Kính thưa gia đình Hiếu cùng họ Hiếu, kính thưa linh hồn ông Giuse, nhà hàng Taxis Trần Phú Hà Nội chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin báo buồn. Ông Giuse giờ đây đã vâng ý Chúa gọi. Ông đã từ giã họ hàng cùng người thân ra đi không ngày trở lại. Giờ đây chúng tôi đã có mặt tại phòng tang để làm nghi thức phúng viếng, cùng sẻ chia nỗi buồn với gia Hiếu. Trước hết cho tôi phép xin gửi tới gia đình tang quyến cùng họ Hiếu cũng như bà quả phụ lời thăm hỏi,
nơi sẻ chia nỗi buồn sâu nặng nhất trước sự mất mát đau thương lớn lao này. Và sau đây là chương trình viếng của đoàn. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho đoàn lên thắp trầm trước thi hài ông. Xin trân trọng kính mời. Và kể từ đây, chúng ta mãi mãi không bao giờ còn gặp lại được ông Giuse. Vậy xin kính mời đoàn dành một phút tưởng niệm ông. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, chương trình viếng của đoàn chúng tôi đến đây kết thúc. Thay mặt ban tổ chức tang lễ cùng gia đình tang quyến, xin hết lòng cảm ơn đoàn đã dành tình cảm về với gia hiếu. Kính thưa gia đình tang quyến cùng họ hiếu, kính thưa các vị quý khách gần xa có mặt tại gia tang, thật là bùi ngùi xúc động đối với anh em hội bạn thân chúng tôi, vô cùng thương tiếc nhận được tin báo buồn. Ông Giuse giờ đây đã vâng ý Chúa gọi, ông đã từ giã họ hàng cùng người thân ra đi không ngày trở lại. Giờ đây, hội bạn thân chúng tôi đã có mặt tại phòng tang để làm nghi thức phúng viếng cùng dâng lời cầu nguyện cho ông Giuse. Trước hết, cho phép tôi thay lời cho đoàn xin gửi tới gia đình tang quyến nói chung, bà quả phụ cùng các con nói riêng lời cảm thông cùng sẻ chia nỗi buồn sâu nặng nhất trước sự mất mát đau thương lớn lao này. Và sau đây là chương trình viếng của đoàn. Tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho đoàn nên thắp trầm trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cữu ông. Xin trân trọng kính mời. Và để tiếp tục chương trình phúng viếng, xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho hội nên đặt vòng hoa kính viếng. Bây giờ đây là chương trình cầu nguyện của đoàn chúng tôi. Xin các quý vị có mặt tại phòng tang xin hợp ý cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho ông Giuse mau chóng được về hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa
Vậy là kể từ đây, hội bạn thân chúng ta mãi mãi không bao giờ còn gặp lại được người bạn thân anh em của chúng ta nữa. Vậy xin kính mời đoàn dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, chương trình viếng của đoàn chúng tôi đến đây kết thúc. Kính thưa các vị quý khách gần xa có mặt tại gia tang, kính thưa gia đình tang quyến cùng họ Hiếu, kính thưa linh hồn ông Giuse Đinh Văn Tuấn, thật là bùi ngùi xúc động đối với anh em, con chú, con cô. Chúng tôi vô cùng thiêng tiếc nhận được tin báo buồn. Ông Giuse giờ đây đã mãi mãi ra đi, không bao giờ trở lại. Giờ đây, anh em, con chú, con cô, dòng họ ngoại chúng tôi đã có mặt tại phòng tang để làm nghi thức phúng viếng cùng sẻ chia nỗi buồn với gia hiếu. Trước hết cho phép tôi thay lời cho đoàn, xin gửi tới gia đình tang quyến nói chung, bà quả phụ cùng các con nói riêng lời cảm thông cùng sẻ chia nỗi buồn sâu nặng nhất trước sự đau thương mất mát này. Và sau đây là chương trình viếng của đoàn. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho đoàn nên dâng tấm lễ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Để tiếp tục chương trình phúng viếng, xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho đoàn lên thắp trần trước thi hài của ông. Vậy là kể từ đây, chúng ta mãi mãi không bao giờ còn gặp lại được người anh, người em trong dòng họ của chúng ta nữa. Vậy xin kính mời đoàn dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu.
Thôi, chương trình viếng của đoàn chúng tôi đến đây kết thúc. Thay mặt ban tổ chức tang lễ cùng gia đình tang quyến, xin hết lòng cảm ơn. Kính thưa gia đình tang quyến của họ Hiếu, kính thưa linh hồn ông Du Xe, thật là bùi ngùi xúc động đối với gia đình chúng tôi là thuộc về phố Tô Hiến Thành, Nam Định, có quan hệ với gia đình tang quyến, vô cùng thương tiếc nhận được tin báo buồn. Ông Du Xe không may mắc tai nạn hiểm nghèo, ông đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 1 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7 năm 2024. Và giờ đây chúng tôi đã có mặt tại phòng tang để cùng sẻ chia nỗi buồn với gia hiếu cũng như được phúng viếng ông. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho đoàn nên dâng tâm lễ kính viếng và một vị thắp trầm trước quan tài của ông. Xin trân trọng, kính mời. Và giờ đây là phút biệt ly mãi mãi giữa kẻ ra đi người ở lại. Chúng tôi xin được một phút tưởng niệm ông, phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, chương trình phúng viếng của chúng tôi đến đây kết thúc. Kính thưa linh hồn ông Du Xe, Đinh Văn Tuấn. Kính thưa các vị quý khách gần xa có mặt tại gia tang, thật là bùi ngùi xúc động đối với anh em hội thợ xây chúng tôi có quan hệ với ông nơi công tác trên Hà Nội, vô cùng thương tiếc nhận được tin báo buồn. Ông Du Xe không may gặp nạn, ông đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 1 giờ 30 ngày 30 tháng 7 năm 2024. Giờ đây chúng tôi đã có mặt tại phòng tang để cùng sẻ chia nỗi buồn với gia hiếu. Trước hết cho phép tôi xin được thay mặt cho đoàn xin gửi tới gia đình tang quyến nói chung, bà quả phụ cùng các con nói riêng lời cảm thông cùng sẻ chia nỗi buồn sâu nặng nhất trước sự mất mát đau thương lớn lao này. Và sau đây là chương trình viếng của đoàn. Tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho hội, một nên đặt vòng hoa, hai dâng hương trước thi hài ông. Xin trân trọng, kính mời. Vậy là kể từ đây, chúng ta mãi mãi không bao giờ còn gặp lại được người bạn thân cũng như đồng nghiệp của chúng ta nữa. Vậy xin kính mời đoàn dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, chương trình viếng của đoàn chúng tôi đến đây kết thúc. Thay mặt ban tổ chức tang lễ cũng như gia đình tang quyến, xin hết lòng cảm ơn anh em trong hội đã dành tình cảm về với gia đình tang quyến cùng sẻ chia nỗi buồn với gia hiếu chúng tôi. Vậy xin kính mời đoàn trong phòng bên để gia đình được đón tiếp. Kính thưa gia đình tang quyến cùng họ Hiếu, kính thưa linh hồn ông Du Xe, Đinh Văn Tuấn, thật là bùi ngùi xúc động đối với gia đình ông Chánh Vàn cũng như các anh em con thiêng liêng của ông Chánh Vàn, chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin báo buồn. Ông Du Xe giờ đây đã vâng ý Chúa gọi, ông đã từ giã họ hàng cùng người thân ra đi
không ngày trở lại. Giờ đây, gia đình ông Chánh Vàn cùng các con thiêng liêng đã có mặt tại phòng tang để làm nghi thức phúng viếng cùng dâng lời cầu nguyện cho ông. Trước hết, cho phép tôi thay lời cho đoàn xin gửi tới gia đình tang quyến nói chung, bà quả phụ cùng các con nói riêng lời cảm thông cùng sẻ chia nỗi buồn sâu nặng nhất trước sự mất mát đau thương lớn lao này. Và sau đây là chương trình viếng của đoàn. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho đoàn làm chủ hương, hai vị dâng hương lên trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cữu của ông. Xin trân trọng, kính mời. Để tiếp tục chương trình phúng viếng, xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho đoàn lên đặt vòng hoa kính viếng. Và giờ đây là chương trình cầu nguyện của đoàn chúng tôi. Xin các quý vị có mặt tại phòng tang xin hợp ý cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho ông Giô-xe mau chóng được về hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trích sách khôn ngoan: linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài vẫn không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa và chấp nhận các ngài như quả lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ chói sáng và chiếu tỏa ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa thì sẽ hiểu biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu. Vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúa.
vì danh Chúa nhân từ. Xin cho linh hồn dù sẽ được lên chốn nghỉ ngơi. Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thay mặt ban tổ chức tang lễ cùng gia đình tang quyến, xin hết lòng cảm ơn gia đình ông Chánh Phản cũng như các con thiêng liêng đã dành tình cảm yêu ái về gia đình tang gia để tổ chức viếng cùng dâng lời cầu nguyện cho ông Giuse. Vậy xin kính mời đoàn trong vòng bên để gia đình được đón tiếp. Kính thưa gia đình tang quyến cùng họ hiếu, kính thưa linh hồn ông Giuse, thật là bùi ngùi xúc động đối với chúng tôi là gia đình ông bà thông gia với ông, vô cùng thương tiếc nhận được tin báo buồn. Ông Giuse giờ đây đã vâng ý Chúa gọi. Ông đã từ giã họ hàng cùng người thân ra đi không ngày trở lại. Giờ đây gia đình chúng tôi đã có mặt tại phòng tang để làm nghi thức phúng viếng cùng dâng lời cầu nguyện cho ông Giuse. Trước hết cho phép tôi thay lời cho đoàn xin gửi tới gia đình tang quyến nói chung, bà quả phụ cùng các con nói riêng lời cảm thông cùng sẻ chia nỗi buồn sâu nặng nhất trước sự mất mát đau thương lớn lao này. Và sau đây là chương trình viếng của đoàn. Tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho đoàn nên thắp trầm trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cữu ông. Xin trân trọng kính mời. Để tiếp tục chương trình phúng viếng, xin kính mời ông thông gia lên đặt vòng hoa kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Và sau đây là chương trình cầu nguyện của đoàn chúng tôi. Xin các quý vị có mặt tại phòng tang xin hợp ý cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho ông Giuse mau chóng được về hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Niềm tin vào Đức Kitô là sự sống và là sự sống lại. Đấng đã đánh bại quyền lực sự giữ và sự chết. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện sau. Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa.
chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người tín hữu chúng ta luôn biết đón nhận cái chết với tinh thần Kitô giáo đích thực, để trở thành nhân chứng cho niềm hy vọng phục sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận đời chúng con. Kết hợp với lời cầu nguyện thầm sâu và tha thiết của Chúa Kitô. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Chúng ta cùng cầu xin Chúa đón nhận linh hồn Giuse của chúng ta vào trong vương quốc tình yêu của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận đời chúng con. Thay mặt ban tổ chức tang lễ cùng gia đình tang quyến, xin hết lòng cảm ơn gia đình ông bà Trường Bình đã dành tình cảm ưu ái về gia đình tang gia để tổ chức viếng cùng dâng lời cầu nguyện cho ông Giuse. Vậy xin kính mời đoàn sang phòng bên để gia đình được đón tiếp. Kính thưa gia đình tang quyến cùng họ Hiếu, kính thưa linh hồn ông Giuse, thật là bùi ngùi xúc động đối với gia đình ông bà Quản Thao cùng các anh em thiêng liêng vô cùng thiêng tiếc nhận được tin báo buồn. Ông Giuse giờ đây đã vâng ý Chúa gọi. Ông đã từ giã họ hàng cùng người thân ra đi không ngày trở lại. Giờ đây gia đình bố mẹ Quản Thao cùng các anh em thiêng liêng đã có mặt tại phòng tang để làm nghi thức phúng viếng cùng dâng lời cầu nguyện cho ông Giuse. Trước hết cho phép tôi thay lời cho đoàn xin gửi tới gia đình tang quyến nói chung, bà quả phụ cùng các con nói riêng lời cảm thông cùng sẻ chia nỗi buồn sâu nặng nhất trước sự mất mát đau thương lớn lao này. Và sau đây là chương trình viếng của đoàn. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho đoàn làm chủ hương, hai vị dâng hương lên trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cữu của ông. Xin trân trọng kính mời. Xin
Để tiếp tục chương trình phúng viếng, xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho đoàn nên đặt vòng hoa kính viếng. Và giờ đây là chương trình cầu nguyện của đoàn chúng tôi. Vậy xin kính mời tất cả các quý vị có mặt tại phòng tang xin hợp ý cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho ông Giuse mau chóng được về hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lòng nhân hậu của Chúa, nguyện xóa tội con theo lương cớ đấng từ bi Người, xin rửa hồn con tuyên gông hết những lỗi lầm và thành tẩy con sạch lắng muôn vàn tội ác. Chúa chi tôn, xin dù tình xót thương con theo lương từ ái của Ngài. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã phán rằng: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống. Và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho linh hồn Giuse của chúng ta đây. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Nazaro trên, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng linh hồn Giuse trong tiệc mình mau thanh Chúa. Xin đoái thương linh hồn Giuse vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi đã vui tiếng cười, lưỡi tôi bằng lời ca hát, ngàn dân tung hô tôi thật vinh quang khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đày. Trong một giấc mơ, miệng tôi đã vui tiếng cười, lưỡi tôi bằng lời ca hát, ngàn dân tung hô tôi thật vinh phúc. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa gia đình nhà Hiếu, bà quả phụ cùng các con đứng trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cứu ông Giuse là đoàn đại biểu đại diện cho cơ sở xóm ban công tác mặt trận chi hội phụ nữ xóm Thức Hóa Đông. Lời đầu xin thay lời cho đoàn gửi tới gia đình nhà Hiếu, bà quả phụ cùng các con lời thăm hỏi, lời chia buồn sâu nặng nhất. Tiếp tục chương trình, xin trân trọng kính mời một vị lên đặt lễ viếng
xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời một vị nàn chủ hương, hai vị dâng hương lên trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cứu ông Giuse. Xin trân trọng kính mời. Xin công đoàn hợp ý cùng dâng lời cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, xuống cho con lòng ơn tràn chứa, cho rồi cho đất ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba nói nghe lời con thiết tha, thương mẹ ấp u con ngày đêm, nhuộn thân xác hồn tràn nàn ơn thiêng. Lạy ra thanh trai tìm được Chúa Giêsu thương xót chúng con. Lạy trai tìm cực thanh cực tinh đức thánh đức bà Maria cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch đức bà Maria trọn đời đồng trinh cầu cho chúng con. Giáo hàng lần cuối ra đi ở vĩnh biển, từ giá bạn bè xóm ngõ gần xa, xin ở lại tôi đi. Giờ Chúa gọi con không chần chừ, không chỉ hoãn. Giờ Chúa gọi con không một giây chối từ, thôi chia ly ôi người thân yêu ơi, hãy dỗ tình xin Chúa tha tôi thiêng. Từ giá họ hàng lần cuối ra đi ở vĩnh biệt, từ giá bạn bè xóm ngõ gần xa, xin ở lại tôi đi. Giờ Chúa gọi con không chần chừ, không trì hoãn. Giờ Chúa gọi con không một giây chối từ, thôi chia ly ôi người thân yêu ơi, hãy dỗ tình xin Chúa tha tôi thiêng. Nhân danh Cha và
Để tưởng nhớ ông Giuse, xin mời đoàn dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm xin được bắt đầu. Xin thay lời cho gia đình nhà Hiếu trân trọng cảm ơn đoàn đại biểu đại diện cho cơ sở xóm, ban mặt trận và hội phụ nữ xóm Thức Hóa Đông đã dành thời gian về thăm hỏi, chia buồn, tổ chức lễ viếng cùng dâng lời cầu nguyện cho ông Giuse. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn đoàn. Đứng trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cứu ông Giuse là đoàn đại biểu đại diện cho giáo họ Đan Phượng, lời đầu xin thay lời cho đoàn gửi tới gia đình nhà Hiếu nói chung, anh chị Tĩnh Nhung nói riêng, lời thăm hỏi, lời chia buồn sâu nặng nhất. Tiếp tục chương trình, xin trân trọng kính mời hai vị dâng hương lên trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cứu ông Giuse. Xin trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời một vị đại diện lên đặt vòng hoa kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Xin công đoàn hợp ý cùng dâng lời cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Nhiều kết quả tốt đẹp và còn được nhiều người khác tiếp tục cho sáng danh Chúa và mưu ích cho mọi người. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm mà ông Giuse đã trót phạm vì yếu đuối, vì sự mỏng giòn của loài người, để ông Giuse được xứng đáng
chung hưởng hạnh phúc cùng chư thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho ông Giuse đã được mọi người thương mến sẽ còn được nhớ và cầu nguyện cho hôm nay và mãi mãi. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thay mặt ban tổ chức tang lễ cùng gia đình tang quyến, xin hết lòng cảm ơn giáo họ Đan Phượng đã dành tình cảm yêu ái về gia đình tang gia để tổ chức viếng cùng dâng lời cầu nguyện cho ông Giuse. Vậy xin kính mời đoàn sang phòng bên để gia đình được đón tiếp. Kính thưa gia đình tang quyến cùng họ Hiếu, kính thưa linh hồn ông Giuse, thật là bùi ngùi xúc động đối với dòng họ Trần, chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin báo buồn. Ông Giuse Đinh Văn Tuấn là con rể của dòng họ, giờ đây đã mãi mãi đi xa không còn nữa. Giờ đây dòng họ Trần Tồn Thành, xã Giao Thịnh đã có mặt tại phòng tang để làm nghi thức phúng viếng cùng sẻ chia nỗi buồn với gia hiếu. Trước hết cho phép tôi thay mặt cho đoàn xin gửi tới gia đình tăng quyến nói chung, bà quả phụ cùng các con nói riêng lời cảm thông cùng sẻ chia nỗi buồn sâu nặng nhất trước sự mất mát đau thương lớn lao này. Và sau đây là chương trình viếng của đoàn. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho đoàn nên dâng tấm lễ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Để tiếp tục chương trình phúng viếng, xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho dòng họ lên thắp trần trước thi hài của ông. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
Vậy là kể từ đây, dòng họ Trần chúng ta đã mất đi một người con, người cháu trong dòng họ. Vậy đề nghị trong đoàn chúng ta dành một phút tưởng niệm ông. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, chương trình viếng của đoàn chúng tôi đến đây kết thúc. Thay mặt ban tổ chức tang lễ cùng gia đình tang quyến nói chung, bà quả phụ nói riêng, xin cảm ơn dòng họ đã dành tình cảm yêu ái về gia đình tang gia để tổ chức viếng cùng sẻ chia nỗi buồn với gia hiếu chúng tôi. Vậy xin kính mời đoàn sang phòng bên để gia đình chúng tôi được đón tiếp. Thật là bùi ngùi xúc động đối với anh em hội bạn học khóa 8993, chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin báo buồn. Ông Giuse giờ đây đã vâng ý Chúa gọi. Ông đã từ giã họ hàng cùng người thân ra đi không ngày trở lại. Giờ đây, hội bạn học khóa 8993 chúng tôi đã có mặt tại phòng tang để làm nghi thức phúng viếng cùng dâng lời cầu nguyện cho ông Giuse. Trước hết, cho phép tôi thay lời cho đoàn xin gửi tới gia đình tang quyến nói chung, bà quả phụ cùng các con nói riêng lời cảm thông và sẻ chia nỗi buồn sâu nặng nhất trước sự mất mát đau thương lớn lao này. Và sau đây là chương trình viếng của đoàn. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho đoàn nên dâng tấm lễ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Để tiếp tục chương trình phúng viếng, xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho đoàn làm chủ hương. Hai vị dâng hương lên trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cữu của ông, xin trân trọng kính mời. Để tiếp tục chương trình phúng viếng, xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho đoàn nên đặt vòng hoa kính viếng. Và giờ đây là chương trình cầu nguyện của đoàn chúng tôi. Xin các quý vị có mặt tại phòng tang xin hợp ý cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho ông Giuse mau chóng được về hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa
trái tim Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con. Lạy trái tim cửa thánh cửa chính đất thánh Đức Bà Maria cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là ban thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh cầu cho chúng con. Dành Chúa nhân từ chúng con cầy vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn dù sẽ được lên chốn nghỉ ngơi vì Chúa đã giáng sinh trên đời trong mang nửa đêm thâu giá băng xin cho linh hồn dù sẽ được lên chốn đội mũ gai trên đầu chịu đánh đòn tàn nát tâm can xin cho linh hồn Giuse được nên chốn nghỉ ngơi vì danh Chúa nhân từ chúng con cay vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Giuse được nên chốn nghỉ vậy là kể từ đây hội bạn thân chúng ta cùng bạn học chúng ta mãi mãi không bao giờ còn gặp lại được người bạn đồng học của chúng ta nữa. Vậy xin kính mời đoàn dành một phút tưởng niệm ông. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, thay mặt ban tổ chức tang lễ cùng gia đình tang quyến cũng như bà quả phụ xin cảm ơn đoàn đã dành tình cảm về với gia đình tang quyến và sẻ chia nỗi buồn với gia hiếu cũng như cầu nguyện cho linh hồn Giuse. Vậy xin kính mời đoàn sang phòng bên để gia đình được đón tiếp. Kính thưa các vị quý khách gần xa có mặt tại gia tang, kính thưa gia đình tang quyến của họ Hiếu, kính thưa linh hồn ông Giuse, thật là bùi ngùi xúc động đối với tập thể công ty giày Amara Trực Ninh. Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin báo buồn. Người bạn đời của bà cùng công tác với chúng tôi giờ đây mãi mãi đi xa. Chúng tôi về đây có mặt trước hết sẻ chia nỗi buồn với gia hiếu cùng tưởng niệm ông. Trước hết cho phép tôi thay lời cho đoàn xin gửi tới gia đình tang quyến nói chung, bà quả phụ nói riêng lời sẻ chia nỗi buồn sâu nặng nhất trước sự mất mát đau thương lớn lao này. Và sau đây là chương trình viếng của đoàn. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho đoàn nên dâng lễ kinh viếng, xin trân trọng kính mời. Để tiếp tục chương trình phúng viếng, xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho đoàn lên thắp trần trước thi hài ông. Xin trân trọng kính mời. Vậy là kể từ đây, chúng ta mãi mãi không bao giờ còn gặp lại được người bạn đời đồng nghiệp của chúng ta nữa. Xin kính mời đoàn dành một phút tưởng niệm ông. Phút tưởng niệm bắt đầu.
Thôi, chương trình viếng của đoàn chúng tôi đến đây kết thúc. Thay mặt ban tổ chức tang lễ cùng gia đình tang quyến nói chung, bà quả phụ nói riêng, xin cảm ơn đoàn đã dành tình cảm về với gia đình tang quyến cùng sẻ chia nỗi buồn với gia hiếu chúng tôi. Vậy xin kính mời đoàn sang phòng bên để gia đình được đón tiếp.